quay tiếp tục xuống cái cây thứ hai của mình. Cây khi nãy nó cũng cây lít rồi thì mình sửa cũng thấy nó đơn giản rồi, giá cũng ít. Tiến hành sửa cái này đi, cái này thì hay nhiều như cái đó. Làm cái hồ yên ghế thường nó ra khoảng là ngoài đây, bước ra ngoài đây nó cũng không sợ. Ở đây ngoài đây là cái mấy cái ghê đó. Nhẹ thế đấy luôn. Tiến hành cái này là mình sửa thôi anh em, tại đợt này là lần thứ mình sửa, lần này là lần thứ hai. Lần đầu là mình sửa xuống đất, là lần này lần thứ hai mình tiếp tục mình sửa thêm lần này nữa. Nếu mình bư ra mình thăm cái đế của nó là sao nữa. Giờ nó đã hiện ra rồi. Cái màn như này chắc mình tiến hành cắt bỏ mấy cái màn như này quá, lấy cái dàn đế dưới đây thôi. Nhưng cái này nó còn nhỏ quá, mình có thể mình nên chừa, tại mình đã sửa dàn đế dưới đây rồi. Bước như thế này dễ đứt ghế quá. Cái này thì đế nó nhiều hơn cái bên kia anh em. Gà cũ luôn vậy. Cái màn ở trên nó ra quá ra nè. Cái này còn nhỏ thì mình để. Như mấy con ghế này nè, nằm về mép một bên rồi. Bây giờ tiến hành kéo qua cắm lấy cây cố định nó lại bên đây cho nó đều ghế mép này nè. Đây nó thiếu rồi, nên chỗ này nó thiếu nè. Bên đây nó hai cái cộng này nó dính lại với nhau, nó cũng quý, cũng không làm được cái gì. Đây nó mình cố định nó bên đây nè, nó sẽ được nhiều, được thấy hàng đế sẽ ổn hơn. Quá thầy nó đâm lên nè. Cái này mà khi mà mình lên chậu quá nó mới là giống hệt như mấy cây đằng trước này nè.
tại hiện tại nó cũng khó quá, cái nó nói mình xíu là mình tiến mới tiến hành lên chậu được. Chắc sửa thì đấy thì lần này nữa là mình lên chậu luôn. Càng bươn càng ra rễ. Mấy cái này nó đâu có thua cái cây mà lần trước mình quay vào mấy hôm trước đâu. Quấn cái vàng ghế màng này trên đây đi. Để mình quay vào lần trước này cho mình xem. Cái này chắc mình không biết mình sửa không á. Thì gãy nữa. Đã đủ rồi. Nó đi theo ý mình muốn rồi. Còn cái đoạn mép ở đây thì chắc mình đợi lên chậu luôn quá. Này mình chỉnh sửa này chia ra cho nó đều khoảng cách nó ra là được. Còn mấy đàn ghế này không cần thiết. Ghế này là ghế màng thôi. Thích anh em lấy mà lấy cái này thì nó xấu cho mai đi. Vàng đó nên bỏ, mà lại cái mai này nó hơi hơi nhỏ hơn mấy cái mai khác nên để vàng ghế này cho nó hấp thụ chất dinh dưỡng kiệt lực với vàng ghế dưới đây. Nếu mà vàng dưới đây là cũng đầy đủ rồi, mình có thể lấy, mình có thể bỏ thôi. Cái này mình suy nghĩ kỹ rồi, mình cắt bỏ luôn đi, tại cái vàng ghế dưới đây nó cũng nhiều rồi, chừa thì nó cũng không, rồi nó cũng không lớn được nhiêu cây. Dưới nó nằm trên đây là trong số cây nữa. Trước này cái cây này là nó hai thân anh em, mình đến chừa hai thân mình bẻ dán lắc 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 mình bẻ bẻ cho nó gãy cái thân bên đây họ nghỉ luôn, cho nó nằm cho nó hộp cốt nó thẳng lên được cho dễ, sau này dễ xử hơn. Nên coi chỗ này tưới nước nhẹ nhàng cái nữa, cái thì mua đấy rồi lại nó còn dơ cho nên mười ngàn xem xíu nó đi rồi. Anh em xem đi, mình đã tới nước nhẹ chứ. Mấy cái giường này thì mình không phải mình bư cây theo mình lựa này nọ đâu, chủ yếu là mình bư cây nào dễ bư mình bư trước, cây nào sửa rồi mình không đụng tới nữa. Tại mỗi ngày hiện tại đang mùa dịch này mình sửa lay gai lay gai lay gai, cây nào cũng thành ra sửa. Có nhiều cây thì nó nằm ở ngoài ruộng ngoài kia, ít khi mình dám quay lắm, quay lên thì sợ cũng ngán lắm. Ngoài này thì nhổ nhẹ cái là lên à. Ghế nè, nằm nè. Em sợ về cái vấn đề đó nên có thể là mình giấu nhiều cái mấy cái đẹp mà nó nằm không lấy được hình không ổn nên mình không dám quay nữa, chỉ quay những cây gần gũi với mình, gần nhà mình thôi. Cây càng gần mình càng tốt, xa mình thì mình hạn chế những nó để mình tránh mất mát. Cái này cũng không lực. Cái màn trước thì màn trước nó lên chặt luôn cái đó. Tới mình cái ngày nào cũng chăm chút từng ly từng tí, sửa tàn sửa đấy đủ hết. Còn cái cây này thì
xa quá chứ, nhiều cây đẹp nó gần hơn nên cũng bỏ qua nó nhiều hơn, nên nhìn rễ nó là không có đều với nó nhiều quá rồi, nhiều rễ quá, phân mình rễ không đủ ăn thì chắc chắn sẽ có cây rễ lớn cây nhỏ, rễ nào ăn trúng trước thì cái rễ nó sẽ lớn mạnh hơn những cây mà năng rễ nó không có trúng phân. Bây giờ quay nên đạp cái hồng rễ dòng hết ngô. Mục đích là cho nó ăn đầy đủ lại. Lúc trước cho mình đi làm không có mình không chăm nó, bỏ đại bỏ càng không, cây nó lớn được nhiêu thì nó lớn, tính là để đi để nó đi tầm 10 đến 15 năm sau thì nó cũng tự lớn, nhưng mấy cây mình trồng trước đây là 10 đến 15 năm thì nó cũng to hơn cái này cũng không nhiêu nữa, bỏ đại mà. Với trồng cái gì bỏ đại thì khó, có trái đi chê lắm, bỏ đại không thì cái không bị cái này vẫn bị cái kia, bây giờ trồng thì nó dễ bị sâu đục ăn đó. Dừng thì nó nhiều nhiều chứ cái tình trạng mà sâu đục ăn nó bị dính bị nhiều quá. Cái này chắc tầm đây tới Tết là bự ra, là cái gì này chắc ghiền lắm nha anh em, thấy khách chàng như tức là tại quay đi, nếu anh em mà chốt được mặt sau đó qua dịch thì anh em xuống vườn tính luôn giao lưu luôn cũng được, chứ hiện tại thì giao lưu mình không có giao lưu được rồi, đứa kìa thôi nhà thấy mệt mỏi cho mình này, nên với mùa dịch này ở nhà cho an toàn, khi nào thấy tình hình ổn hết dịch cho nó đứa ở nhà mình cũng có mai để mình chăm, cũng không sợ buồn quá nữa, lâu lâu ra bư rễ cây lên ngắm cũng rồi cũng đẹp bài vui vậy. Chơi mấy cái này mà lâu lâu như bưng mấy cái này anh ừ. Ngồi từ sáng tới chiều mình bưng hoài, bưng mỗi xíu mình bưng xíu 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 từ chút như là cái mà cũng được hết ngày đó, cũng cho qua ngày đó, tại bây giờ mình cũng không có việc làm gì mà cái việc này đâu làm gì được nữa đâu. Kéo nó xuống trồng thế nó đều lại mới được, mấy cây bự một chân rồi cả đi xíu nữa mình sửa sao cho hẳn là cái này ok, thấy mình quay lại cái cây bên này nó có mấy cây rễ nó khác không, cây bên này nè nó có mấy công kể gì nữa, cây thì vườn bắt buộc phải có cây xấu cây đẹp thôi, nhưng mấy cây này nuôi về sau này thì nó cũng đều rễ, nó không có tình trạng cũng thiếu, nó không thiếu rễ nữa, tại khoảng cách với nhau khoảng cách rễ với nhau cũng gần sát sát nhau không à, nhưng thì từ trong thân nó đâm ra có 6-7 rễ thôi, nên nhìn cái rễ nó lực lắm nè, nhưng cái này đối với mình là xấu rồi chịu thôi chứ sao giờ, tại cái này lúc trước là nó chống cái mô này bắt buộc phải trồng một cây nào đó, thay lỡ bư cây này thì trồng cái này luôn, cái này nó không đẹp thì sau này mình cắt mình ghép luôn cũng được, mà rễ đa phần này nằm từ trong thân nằm ra mình cũng không có lắp nữa, nên nếu muốn chơi chơi cái này cũng được, cái này vậy ít gì thấy quá, nhìn nó cũng không bắt mắt bằng mấy cái cây nhiều ghế mẹ chứ, lắc cho vui vui xíu mắt con này con kia
cuốn cầm cầm cho vui vui mát mà trên đèn nữa, uống thêm lắc lắc thêm cái nữa lên, lắc hoài tới đèn nào hết thì thôi, hết lắc được rồi nghỉ. Cái này xấu quá xấu. Cái gái này nó nhỏ hơn mà tại mày cũng nuôi lại mà chứ đâu phải làm gì nữa đâu, để nuôi thì nó sẽ đẹp thôi, bây giờ không đẹp thì sau này nó cũng sẽ đẹp mà. Đâu thiếu cái nào đâu nè, vậy khít khít hết. Tính hết rồi. Gái này thì nãy bư nó đứt cái vàng gãy mạng ngoài. Đấy. Mình tiếp tục mình nuôi nó nữa. Đúng cầm dừa vô. Tứ full limit vô là cái gãy mạng nó bắt đầu nó bắn lại. Cái này tiếp chắc chắn nó sẽ lực. Phải lắp đất mà. Tứ không lại nó thì thua thôi. Tại mình ít khi tứ lắm. Từ thấy rất chắc chắn rằng cái này nó rễ nó sẽ đều, rễ nó sẽ đều và lực đều nhau hơn. Tết này mình sẽ quay trở lại, quay lại những cái cây mà mình đã từ từng mới rễ từ những cái clip trước luôn, quay lại hết để xem qua thêm 6 tháng chưa rễ lần hai nó ra sao. Cái này xíu nữa mình còn bư không, đang mình sẽ rễ nha anh em, nhưng clip này làm dài quá thì anh em cũng chán xem nữa nên mình làm ngắn ngắn thôi, cứ coi nhẹ trong dưới sữa nhẹ vàng ở trong này cho nó đều ra đều được rồi. Bắn được ngon quá không nào. Cái này nó cũng nhỏ nè, tính ra nhỏ, cây này thì nó nhỏ bằng ngón tay cái thôi, rễ nó nhiều như thế này khi nặng bằng ngón chân cái thì rễ nó sẽ dày lại và khít lại, tiếp tục nó sẽ gắt lại là khi nào mấy cái này mà để rễ nó to rồi nó khít lại là nhìn nó sẽ khác nữa chứ không phải như thế này đâu. Mình còn nhiều cây nữa mà, còn mấy cây trong đây thì mình trồng dưới đất chưa sửa lần nào nên rễ nó không được như ý muốn của mình. Này có cái này chim mô nè, lúc sau mình sẽ tiến hành bư cái này ra, sửa cái này luôn. Cái này thì đế nó lực hơn, nó nằm ở trên mô cao hơn, nó thoáng mát hơn và nó to, nó lớn nhanh nữa, cái phân mình gãy nó hấp thụ nhanh hơn mấy cái cây nằm dưới bà dưới thấp đó. Vàng này đẹp, lá non vẫn rất ok. Tiếp tục làm cây cũng dễ nữa nè, mình không sửa nè, 3 năm của mình nè, lâu 2 năm rưỡi chứ mới lớn nè. Đấy thì đây tự nhiên chăm chăm luôn nè, chưa sửa lần nào nữa. Nó không ra, không thấy nó ra hình gì chẳng cãi. Sau này mình vững ra lên mình sửa thử, tại cái này nó như cái cột cờ rồi, chơi cái cột cờ cũng được, nó cao khoảng 3 mét mấy luôn rồi, cầu nghêu nghêu. Mấy cây này cũng vậy nè, sao bằng nóc nhà luôn rồi. Còn cây này thì tiếp sau mình quay ra là mình có đăng trên nhóm, mình có giao lưu trước đây rồi. Nhưng nhất trước đây thì mình giao lưu thì cái cây nó mới trồng nó còn hơi si, mình không dám bứng. Mà sau mình bươm mình sửa lại nâng cái rễ này lên cao đó, cho nó đẹp luôn. Cây dưới đất mình bẻ cho nó nằm, nó nằm sau này bự đâu biết đâu nó có thể không, không biết nó có thể là thú hay không nữa. Mình kệ, nuôi gì lâu dài mà chấp nhận thôi. Còn cái này
không thấy đế nó nằm sâu quá. Cái này đế nó lội lên nè, cũng chưa sửa lần nào nhưng cái đế nó thấy hơi xéo nè, nằm đây nó quấn xuống nhưng nó bắn lên được mấy gồng ghế nè, quấn xuống cứng, nhìn đế nó cũng cứng lắm. Cái này bị nấm hằn nặng quá, chắc tiến hành mình phải cắt 85 mới được, hoặc là mình cắt ngay gốc luôn nên mình ghép. Vườn này mình cũng bằng cỏ gì mà giống mai này, giống mai dảo mình mua ở An Giang này của chị chung quanh nè, trồng mới được mấy tháng mà tốt quá tốt. Còn tiếng mấy những bước tiếp theo mình tiến hành ngồi đế như cái này, thêm hai sư gãy này nên vấn đề là cây nào nó cũng ok hết, không có cây nào xấu hết, mình moi từ từ. Như cây này mình bứng đem ra về ra trước chồng mình đế cũng có ngoài biết này. Những cây này tiếp theo quay hết vườn luôn rồi, tới cái vườn mày ngoài sau ngoài cũng của mình nữa. Đẹp thiệt. Thôi tao mày cái này màn, cái này mới clip sau luôn. Clip sau mình giới thiệu, chắc giới thiệu cái vườn mép bên ngoài đi. Mình tiếp tục mình quay lại đây mình mồi đế, quay lại xem đế của mấy cái này. Thôi tạm biệt anh em luôn. Hẹn anh em ở clip sau.